Cờ đỏ sao vàng là Cô cờ tổ chào quốc của con. nhiều lần rồi. Cô chào con, cô tổng chào diễn đàn của con. Cô không ba que, cô không bốn que, cô không năm que, cô cũng không diệt tân diệt tiết gì hết. Nhưng đây là kinh nghiệm của cô thì cô sẽ chia sẻ với con. Ví dụ như mà con hiểu biết nhiều hơn cô thì con sẽ chia sẻ cho cô đúng không? Đó. Con nói rất là hay. Con nói là Đảng Cộng sản của chúng ta đã cướp rất nhiều thứ cho đất nước mình, đúng không? Đang cướp Nãy con có nói cho nên cô mới nói là đã cướp thành công. Đó thì bây giờ con cho cô biết đi. Là cướp những gì để cho đất nước mình đâu? ủa gì con hỏi cô, năm 1858 khi mà Pháp tấn công vào bán đảo Sơn Trà, sau đó là những cái lần mà mạt nhược của nhà Nguyễn đã bán đất vào tay thực dân để cho Việt Nam mình trở thành thuộc địa của thực dân Mỹ và thực dân Pháp. Thì con hỏi cô, ai là người đuổi Pháp đi, ai là người ký bắt Pháp phải ký hiệp định Geneva để chúng phải ngậm ngùi rút chân khỏi Đông Dương, ai vậy cô? Rồi con nói đi, con cứ nói. Thì con cứ nói hết thì con kể cho cô nghe hết. Nãy cô đã có nói trước là con biết cái Thì gì, con con cứ đã kể cho nói con là, thì con không muốn độc thoại một mình, cô đang hỏi con thì con nói cho cô vậy đó, ai là người đuổi Pháp khỏi Việt Nam, ai là người bắt Pháp nhưng phải ký hiệp định Geneva ngậm ngùi, ai là để Pháp rồi phải rút chân khỏi Đông Dương? rồi Ai? đúng, Cô vậy trả là lời con đi, ai? đất nước Việt Nam của mình toàn dân và đảng chứ không riêng một mình đảng đâu con. Ok không? Con Thì có đảng ok lãnh điều đạo đó? mà cô. Đảng lãnh đạo mà Thì cô. đảng lãnh đạo nhưng không có nhân dân thì sao con? Tại sao bây giờ con không Vậy lo sao nhân cô dân kêu vô đảng chung? không làm được gì? Vậy ta sao, tại sao cô kêu đảng không làm được gì? Đảng đã làm được rồi đó. Đảng là người lãnh đạo. Nhân dân Việt Nam, toàn dân đứng lên kháng chiến. Ai là người gửi lời kêu gọi? Cô có Thì đấy, phủ cũng nhận được đang điều rất rằng đúng, không chính đừng đảng bức là người xúc. lãnh đạo hay không? Đúng. Cô không hề bức Nãy xúc giờ cái cô giọng đâu nói có của từ con nói chối. như vậy. Đúng. Thì Thì bây con giờ nghe cho cô là trả lời đã con không? đúng, cô không có phủ nhận, đã cô nói đảng và cùng nhân dân cùng đứng lên để chống, thì khi con nói chuyện thì con phải đề vô có nhân dân trong trọng, công lao không phải của một bên con ơi. Đảng bắt nguồn từ đâu cô? Đảng là ai? Những người lãnh đạo đảng là ai? Họ là nhân dân đó cô. Rồi con nói đi. Đảng, Vậy cô những hỏi người làm trong đảng họ đâu phải con có thiên biết bên thần. Thủ Thiêm không con? Vậy con có biết bên Hả? Thủ Thiêm không? Cái thời đó xưa lắm rồi, con còn ở dưới cha mẹ con chưa có hiểu rõ, con chỉ là sanh sau này và con được nghe kể lại thôi. Thì bây giờ ở đây cô cũng đang dẫn chứng, không dẫn chứng xa xôi, cô đang dẫn chứng cho con Thủ Thiêm thì sao con? Con thì đúng, con thì là Ủa đúng, mình đang đang sống nói trên mảnh về đất cái việc mà Việt Nam. đảng làm được gì mà cô? Con đang nói là đảng Nhưng mà đang làm, cô đang hỏi cô là đang đảng làm được nói gì là thì cô trả đảng lời cướp đất con làm gì thành được. công. Cô đang nói đảng cướp đất thành công mà cô xin con lên đây. Con hỏi cô là đảng cướp đất mà tại sao là dân Việt Nam đang sống trên đất nước chứ không lẽ giờ bay ra hành tinh sống con? Có nghĩa vẫn sống trên đất nước nhưng mà là còn thua cả lưu vong nữa con ơi. Họ Thua ăn, là như thế họ nào nằm cô? ở dưới Ai ăn sàn. nằm ở dưới sàn cô? Con vẫn ăn, vẫn Nè, nằm ở trong nhà của con đàng hoàng nè, mấy đó triệu dân là Việt con. Nam vẫn ăn, vẫn nằm trong nhà nè. con thôi và một số thôi con, còn một số bị cướp thì Một sao con số không hả? trả lời cái câu cướp? Cái đất nước Việt Nam này là 64 tỉnh thành nha cô. Một cái Thủ Thiêm nó không chứng minh được tất cả. Và cô có biết cái việc Thủ Thiêm là như thế nào không? Đất Thủ Thiêm 70% là người không có sổ đỏ, là người ở ké trên cái mảnh đất đó, không có sổ đỏ mà đòi quyền lợi hả? Nè, Bây giờ con ra khoan con nha. cắm cùi ở ngoài đường con ở, xong con bắt người ta đền bù đúng không cô? Là lúc ban đầu cô đã chấp nhận cái việc mà là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cho nên là đuổi được thực dân Pháp đúng không? Đuổi được Mỹ đúng không? Cô có công nhận Mỹ tham chiến vào Việt Nam đó là một sai lầm hay không? Trong Liên Không. Hợp Quốc á, có một điều định như này, cấm cấm tham gia vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, nhưng mà Mỹ lại tham gia, Mỹ chống lưng cho Việt Nam Cộng Hòa. Vậy cái đó là đúng hay sai cô? Cái đó có phải là vi phạm quyền lợi của Liên Hợp Quốc hay không? Có vi phạm quyền lợi quốc tế hay không? Ủa vậy hả con? Vậy thì Trung Quốc thì sao? Trung Quốc là sao? Trung Quốc cướp cả biển rồi đó thì sao? Đâm tàu Việt Cướp Nam cả thì biển sao? chỗ Việt nào? Nam không Cướp dám cả nói. biển chỗ nào? Hoàng Sao Sa Trường cô Sa biết mất không dám rồi nói? con.
Đó, Ai có nói dám vậy nói trời không? đất, Có dám nói. trên Nè, bản đồ nó vẫn là của Việt Nam nha cô, trên bản đồ và trên công ước quốc người ta tế, mặc trên hình bản đồ quốc lưỡi tế nó vẫn bò. là của Việt Nam, Vậy sao con? Chỉ là trên vẫn có hình người thức Việt Nam thôi sinh con sống, ơi. bạn bè của con vẫn hàng ngày hàng giờ đi nghĩa vụ quân sự biển đảo. Ồ, đi Cô cho đã có quyết định thôi đó, con cô có ra à. đó chưa? Cô đã ra đó chưa? Cô ra đó là cô chứng thực chưa? Vậy sao rồi vậy? Cô hỏi con nè, bây giờ con nói là biển đảo tất cả của Việt Nam nó chỉ là ảo, đừng sống ảo nữa. Còn như bây giờ cô hỏi con đây, tàu lạ đâm tàu Việt Nam, chữ Trung Quốc chà bá lửa, mà tại sao lên lên trên đài TV lại mị dân, lại nói là tàu lạ là lạ như thế nào, tàu nước ngoài, tàu lạ, không dám kêu tới Trung Quốc, sợ Trung Quốc chết mẹ luôn đó, con thấy đi, giỏi quá, bạn giỏi quá giỏi luôn. Sợ Trung Quốc hả? Con nói thiệt với cô, con thấy người Việt Nam mình sợ Trung Quốc hơn á. Nghe tới cái chữ Trung Quốc thôi mà là giống như kiểu là dân nô lệ mà gặp chủ vậy á. Cô nói ai sợ Không Trung Quốc? phải đâu con, Cô không nên phải nhớ đâu. nha, vàng khoan HD981 á, nó tắm năm bao nhiêu? Cách đây 4 năm, 5 năm trời rồi, hiện tại lúc đó cũng kêu á, 1 2 năm sau là bán hết cho Trung Quốc. Tại sao bây giờ vẫn còn độc lập? Tại sao bây giờ trên biển đảo chủ quyền vẫn còn là của Việt Nam? Vậy hả? Cái đó là hình thức mị dân Cả đó mọi thứ bây con. giờ nói mồm thì con nói gì cũng được cả, trên giấy tờ nó vẫn là của Việt Nam và ở nước ngoài họ nhìn vào họ vẫn nói là của Việt Nam, trừ khi nào Cái trên đó giấy mới tờ nó ghi chủ quyền của Trung Quốc á. là mị được dân. Và cái thứ nhất, đảng ta rất giỏi, cô đang khen đảng, cái đó mới mị được dân và qua mặt được ở nước ngoài, vì không muốn nước ngoài nhúng tay vào Việt Nam. Đó là cô đang nói cho con nghe đây. Còn nữa, hay lắm, nói chung là con nói rất là hay, cô không có phàn nàn, nhưng mỗi người có một chứng kiến khác nhau và nhìn Thì khác con đang nhau, thể hiện chứng kiến của con. tầm đời của mỗi người, nhìn cái nhìn nhận đó, có thể con nhìn cái đó nó là sai nhưng cô nhìn là đúng, và có cách cô con nhìn sai nhưng cô nhìn đúng, chỉ vậy thôi, đơn giản, hai cô cháu mình khác nhau quan điểm thôi, nhưng có thể nói chuyện với nhau để cởi mở, để tìm hiểu ra được cái nguyên nhân nó nằm ở đâu thôi. Thật sự cô nói cho con nghe, dân không sợ Trung Quốc, chỉ có Đảng Cộng sản mới sợ Trung Quốc, và lan truyền là Trung Quốc là anh em của Việt Nam, mà em thì sao, em phải nhường cho anh. Rất nhiều cái clip đó cô đã từng coi rồi. Con chưa nghe Đảng nói cái câu á là em là phải nhường cho anh, con chỉ nghe cô nói thôi á, và một số cái bọn Người phản ta động nó nói, và cai chứ con không chưa phải nghe là bất kỳ một ai nói hết. em nói. Còn ai bước xuống đường mà biểu tình về một cái nào của Trung Quốc xấu xa thì là dân sẽ bị bắt và dân sẽ bị đánh đập, chứ không phải được bảo vệ. Đảng không sợ Trung Quốc hả? Dân nó không có sợ đâu con. Con nói thiệt Ở nha, đây bạo động á thì ở đâu cũng bị đánh đập hết, bạo động thì ở đâu cũng bị đàn áp hết. Cô có coi bạo động của sao bên gọi Pháp là bạo chưa động hả? Thậm chí vậy? Con bị có biết xả hiến súng pháp không? hiến Bên pháp pháp gì là con biết tại cô sao đang không? sống Cầm một cái tới lá một cờ tí giây, đỏ, không phải riêng một mình Việt Nam cầm này. cái Con hỏi cô nha, người Việt Nam đi biểu tình đó, có người nào lá bị cờ đánh khác thì đập cô nói thật, Việt Nam không bao giờ bị đánh, con hiểu không? Tại nào vì bị đánh á, đập là đâu? khi mà người ta bạo động, mà người ta cầm cờ, không phải bạo động mà người ta đi biểu tình, mà người ta cầm cái lá cờ đỏ ngôi sao, cho nên họ mới bị đánh te tua, cái clip đó tràn lan trên mạng hết, chứng tỏ đất nước đó nó ghét Việt Nam đến như thế nào. Việt Nam sống sao mà nước ngoài nó ghét đến như vậy, chứ không phải là ủa qua đất nước người ta cầm lá cờ, qua bển ra làng thì tất nhiên người ta đọc cho, còn mình tại đất nước của mình và hiến pháp có được quyền biểu tình nha con, sao lại gài vô Cô là biết bạo cờ đỏ động? sao vàng là cờ gì không? Đảng Chứng Cộng kiến sản Việt thôi con, Nam ra có đời năm biết bao gì nhiêu? Đảng Cộng sản Việt Nam không? ra đời năm Cô 1930. Nhưng mà cái cờ đỏ sao vàng á, nó đã có vào năm 1862 tại cuộc nội chiến Mỹ. Cờ đó đỏ là sao cờ của vàng nó quốc thể chiến, hiện cô cho biết niềm được tin thôi. độc lập tất thắng. Trời, độc lập, Cờ niềm đỏ tin sao độc vàng nó lập. thể hiện cho ý chí độc lập. Vào những năm 80, những năm 90, cờ đỏ sao vàng là cái ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường của hơn mấy mươi quốc gia thuộc địa. Người nhà con đang chửi và con có muốn nói tiếp thì nói, nhưng cô chỉ lên đây cô chia sẻ đúng nhiêu đó thôi. Cờ của Phúc Kiến, còn cái cờ ba que mà tụi con đang chửi là cờ ở đó là ở đâu vậy con? Cờ đó là cờ phản động á hả con? Con hỏi cô nè, Không, cô cờ đang đỏ sao muốn biết là vàng, cờ đó là cờ. cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầu tiên vào năm 1862 tại cuộc nội chiến Mỹ. Và Việt Nam sử dụng nó vào những năm 1940. Tháng 8 năm 1945, khi đọc tuyên ngôn độc lập, đã có
cờ đỏ sao vàng, nhưng mà cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến có vào năm 1949. Vậy thì cô hỏi sao cái đứa sinh sau đẻ muộn mà cô kêu cái đứa đầu bắt chước đứa sau là sao? Ý cô là cô đẻ trước con đẻ sau cô, nhưng mà cô bắt chước con hả? Không, Ý đúng rồi, cô là nếu mà vậy con hả? đúng rồi, nếu mà con tốt đẹp thì cô sẽ bắt chước con, đúng là như vậy luôn. Tại vì cô là lạc hậu rồi con, đã là lạc hậu rồi cô sẽ bắt chước con, bình thường, chuyện nó rất bình thường trên xã hội mà con. Đúng không? Tại vì con cũng đã nói là đất nước một ngày phải đi lên, đúng chưa? Nếu một ngày phải đi lên thì tất nhiên nếu như cô lạc hậu thì cô sẽ lại đi học ngược lại cái người sinh sau đẻ muộn, đó là chuyện bình thường. Khi cô lên cô cũng nói vậy mà. Đó, thì Ừ khi thì cái cô đó là chỉ bắt biết chước, được còn đây là cái hình thái của lá cờ, cái đó là bắt chước ha, còn đây là hình thái của lá cờ, có nghĩa là giống như là để con ra đẻ cô giới sau má thiệu xíu con, con nhưng mà ơi. má con mà giống con hả, hay là con giống má con? Phượng 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 Phạm nè, để cô giới thiệu, người ta hỏi nếu cô không trả lời là cô mất dạy. Cô đang sinh sống tại Sài Gòn và sống tại đất nước Việt Nam. Không có ở nước nào hết. Rồi thôi cô không làm mất thời gian của con đâu, cô xuống nha. Cô chào con.